giờ em làm vợ người ta chỉ còn bao vô vấn ba. Em ơi, mối tình xưa tan vỡ, biết tìm em nơi đâu, chỉ còn anh với em đâu. Giờ này em vui sân bước bên chồng, kênh YouTube Cường Đà Lạt. Giờ này là ngày thứ ba đang tối giao lưu của quán ngôi sao Việt Vương. Hôm nay thì tương đối ít khách, chắc là giờ này chút nữa mới có khách tới. Giờ một số các khán giả yêu thích ca nhạc lên đăng ký hát, và bây giờ đang vào đơn để xem thử cái giọng hát nó có hợp với cái đơn hay không á. Toàn bộ cái phong cảnh của hội quán ngôi sao Việt Vương. Có một khán giả trung thành nhất của hội quán ngôi sao Việt Vương là anh Huy vào cái số này. Đây, anh này anh Huy vào cái số đây. Hầu như ngày nào cũng có mặt hết á, không có sót ngày nào hết. Làm gì làm bạn về sổ xong là về là gã ngôi sao Việt Vương. Coi cả nhà rất là mê. Còn bên này là mấy cái chòi. Đây là cái chòi này. Đây là những khán giả mà yêu thích ca nhạc và thích hát đến hát giao lưu vào ngày thứ ba và thứ năm. Và thứ bảy thì những dòng ca tuyển chọn. Còn kỳ này có thêm ngày thứ tư và thứ sáu, chủ nhật thì có hát karaoke, chứ không phải là như đêm giao lưu này thì bắt buộc phải thuộc bài hát. Lúc đó mới hát được bài hát phải thuộc, lên hát phải đàn. Bây giờ phải trước khi đăng ký một bài hát nào đó thì phải lên qua giờ trước với đàn, rồi chút nữa lên hát giao lưu cho nó khỏi bị bỡ ngỡ. Và nếu mà ai hát cái giọng có tốt đi nữa mà hát trật nhịp và hát không đi vô chơi với đàn được thì cũng không thể hát giao lưu được. Tuy rằng là giao lưu như tuyển chọn rất kỹ. Giờ còn một người đang giờ các đàn, tất cả những cái thầy đàn ở đây đều là người khiếm thị hết. Đàn cổ, đàn tân nhạc. Giờ còn chị này, mẹ của một cái em khiếm thị lên đơn vì thích hát. Bây giờ thì rất là mát mà cái cô áo vàng này là Thuy Kim Thiết, chắc tôi đợi chắc Kim Thiết. Giống như bè hợp rồi tan lần nhau nghe rồi chia biệt. Chị vô đàn đó. Đời em như chiếc thuyền đang đang gặp cơn sóng giữa trùng. Chút xíu vậy thôi, thử vô đàn chút xíu, thử có vô đàn có được hay không thôi.
tất cả những người đăng ký đều phải lên thử trước, thử dòng trước. Mấy chút nữa 7:30. 7:30 đó hát cho lưu không hay là 7 giờ đó? 7:30 hả? 7:30 hả? À, 7:30 hát cho lưu. Chắc tối nay Thùy Kim Thiết dựng chương trình đó ha. Phải lên rồi nè. Dựng kia lên. Giờ tiếp tục của anh áo đỏ. Mới tôi không phải kẻ tình si, cùng không phải làng từ mượn đón đào đi để tương tư hình bóng, mà chỉ băng vân như trái tim rung động khi lần đầu tiếng anh ngọt dời qua. Bộ 5 người à. Rồi vô chút thôi, vô đoạn thử đoạn đầu thôi, xem thử hát có được hay không thôi. Đăng ký là một chuyện nhưng mà hát được hay không chuyện nhé. Trời bữa nay giờ này mát ghê luôn á. Buổi trưa thì nóng hơn hộp rồi. Bây giờ mát. Hồi quảng có cái mái che, hồi nãy trời mưa bay bay, tưởng mưa rồi nhưng mà không mưa. Thì bây giờ tiếp tục một cô mặc áo dài xanh lên thử giọng nè. Chút nữa cho mình sẽ được nghe trọn vẹn cái bài hát, tất cả bài hát. Hôm nay thì không thấy Khương Dừa đi về đâu ở dưới miền Tây để đóng phim với Ngọc Huyền. Từng người một ai hát, ai đăng ký hát còn phải lên thử giọng có bị lệch với đơn hay không. Thì đây rồi hát hai bài. Ở trong cực tư chung à, còn bạn nhỏ nhỏ hát chắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua từng giấc mộng tâm ta cải lương á ha. Lại nhân nhạc không à, có cái bạn cải lương đầu tiên. Hình như cái em bé mặc áo xanh đó ha. Chúng có cái đêm nhạc thứ ba với thứ năm giao lưu thì nó cũng vui. Cũng có khách. Chú ra ngoài ngồi coi chứ hả? Ngồi trong này hả? Ngồi trong này hả? Tối nay Thùy Kim Khí dẫn chương trình rồi, chắc chắn luôn. Thùy Kim Khí đây, đang quay YouTube. Mưa rồi, trời mưa rồi. Mưa bay bay rồi. Mưa rồi kìa. À, mưa rồi nè. Chà, đêm bắt đầu chuẩn bị đến giờ giao lưu là bị mưa kiểu này. Khán giả đâu nữa mà tới. Mùa này là mưa chiều rồi, may là làm cái mái che đây chứ không mái che là ướt hết. Xong chưa, ăn cơm xong chưa? Bây giờ đường vắng không ăn, đường ngoài kia gió lạnh thầu mặn. Đêm này nói thầy chờ nhau mỗi thỏ. Đường sương gió góp chân mòn trên lối nhỏ. Bụng đau trong sương lặng thôi đời sao quá trời vơi. Tạm thời cắt clip tại đây.
rồi chút nữa quay lại những cái khi mà vô hát chính. Bây giờ trời mưa rồi, khán giả đã ít rồi mà trời mưa kiểu này thì không biết khán giả có tới được không nữa, nhưng mà cũng tạm được, khoảng chừng khoảng vài chục người giao lưu là như vậy là được rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chút nữa